Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tình huống khi bóng nằm ở vị trí quá đẹp, vị trí bóng ở trên keo. Không phải lúc nào chúng ta cũng có những vị trí bóng đẹp như thế này. Thông thường thì chúng ta sẽ chỉ gặp các tình huống này khi bóng nằm ở trong vị trí cỏ dày, khi mà các sân gôn sử dụng các loại cỏ cứng và khi đấy bóng sẽ nằm ở vị trí ở phía trên cao cỏ. Thông thường thì gặp các vị trí cỏ dày thì bóng sẽ nằm ở vị trí chìm hơn và cú đánh sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn may mắn hoặc là các sân gôn sử dụng các loại cỏ khác nhau thì có khả năng chúng ta sẽ gặp các tình huống bóng nằm ở vị trí trên cao như thế này, một vị trí rất là tốt, rất là thuận lợi. Tuy nhiên, khi mà bóng ở nằm ở vị trí cao như thế này thì rất dễ để chúng ta mắc phải một lỗi cơ bản, đó là khi đầu gậy di chuyển xuống, đầu gậy sẽ xuống rất sâu so với cả vị trí bóng ở phía trên cao, đồng nghĩa với việc là chúng ta rất dễ đánh vào phía trên cao của mặt gậy. Và khi này thì tiếp xúc sẽ không được như mong muốn, đường bóng sẽ bay lên quá cao và sẽ không được đi được xa. Khi mà chúng ta gặp các tình huống này, các bạn thực hiện một cú đánh tương đối đơn giản mà lại hiệu quả, rất dễ thôi. Vị trí bóng đã ở trên cao rồi thì rất khó để chúng ta có thể đánh xuống. Bởi vì nếu chúng ta đánh xuống, chỉ cần tiếp xúc hơi sớm một chút thôi thì chắc chắn là đầu gậy sẽ lọt thẳng xuống dưới vị trí của bóng. Và lúc đấy bóng sẽ bay lên rất bổng, rất ngắn như lúc nãy tôi vừa nói đến. Để thực hiện cú đánh này tốt thì ngược lại chúng ta sẽ cần làm sao để đưa đầu gậy có xu hướng đi ngang, thậm chí hơi đi từ dưới lên trên một chút xíu. Trong tình huống này, cách dễ nhất đó là các bạn đưa bóng sang vị trí bên chân trái. Và trên tay tôi hiện giờ là cây gậy số 9 sắt. Nào vậy thì với vị trí bóng bình thường ở giữa hai chân, tôi vẫn có thể đánh hơi xuống một chút với cây gậy số 9 sắt và dễ để cho đầu gậy đi thẳng xuống dưới bóng, và điều đấy sẽ không mang lại kết quả tốt nhất. Với cách xử lý này thì tôi sẽ đưa bóng sang bên chân trái nhiều hơn. Và bây giờ, chính vì nhờ bóng ở vị trí chân trái thì vòng swing sẽ có xu hướng đi từ dưới lên trên nhiều hơn một chút, thậm chí hơi đi ngang, hơi từ dưới đi lên, thì chắc chắn các bạn sẽ đánh lên cao hơn, bởi vì vị trí bóng ở trên cao sẵn rồi và chúng ta sẽ không muốn có bất cứ một vết bóng nào trong các tình huống như thế này. Một vòng swing như bình thường, một lần nữa, vị trí bóng sang bên chân trái. Với một vòng swing như bình thường thì đầu gậy hiện giờ khi tiếp xúc với bóng đã đang có xu hướng đi ngang, thậm chí hơi đi lên, nên đường bóng sẽ xuất phát tương đối cao và khoảng cách đi cũng sẽ không được xa. Vậy thì rất dễ với các tình huống như vừa xong. Như các bạn thấy, vị trí bóng tiếp xúc của ở phía trên cao so với mặt gậy không phải là vị trí tốt nhất, nhưng rất dễ để chúng ta đánh vào phía trên cao khi bóng nằm ở vị trí trên cao so với cả bề mặt cỏ sẵn rồi. Vậy thì các bạn nên nhớ là chúng ta gặp các tình huống dễ như vậy nhưng không chủ quan, chúng ta không đánh xuống nhiều, và đặc biệt chú ý về vị trí bóng setup sang phía chân trái một chút, các bạn sẽ thấy cú đánh này dễ thực hiện hơn rất là nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.